giật được. Nó nằm vậy còn sao giật, là giật được tới đây là uy tín dữ lắm rồi. Chứ bà mấy đường rồi, 3, 4, 5 đường rồi xong rồi. Ôi trời ơi. Đừng có né là lâu lâu. Nghỉ đi. Cái xương cổ rồi nè. Cảm ơn con ha. Nó bú con nó bị cảm rồi nó đuối nữa. Gán bận trợn chút là mặt ta là anh Hùng luôn đi. Anh Hùng nổi. Lâu lâu qua đây. Là có dãy, dãy cái thằng cổ giật gió nó xuống. Rồi má cưng nó làm một lần tới bây giờ thấy không? Bả nhắc hoài thấy không á. Giờ có bao phẻ. Sao có đâu hết lần. Đâu có. Chẳng qua là bả lâu lâu mới lột kết qua đây mà được một lần thôi, chúng cái chăng cái ngày đó thôi. Mấy tháng trời cả 2-3 năm trời mới bò qua đây nay lần nữa. Lần nào qua bò qua hả? Cố tình không đau quá. Ai dạ. Đó không nè. Nói chuyện đi. Về bỏ vô nó khỏe. Thì bà nói giờ bà với ba với ai làm. Để con mà mình như mình rồi con ở đâu có bú đâu có tốt rồi. Đó không nè. Cái đường nó à 3-5 đường, 5 cái đường nó 5 đường 6 đường nó rồi xong rồi. Dạ. Được rồi, ăn đang cho mau tiêu nè. Rồi nó ăn cơm nó không bị nhanh được. Được chưa? Anh ơi nghỉ. Hai đường nữa là rồi. Nghỉ. Hai đường. Đấy, nhớ đứa cái tỉnh đậm chứ rồi. Ủa, nặng không à, đâu có đau đâu, nặng đâu. Nặng mà, nặng nó đâu có đau luôn rồi.
làm được gì đó, nó đỡ lắm cho bộ. Không, cái này là cái để cho nó đựng đựng nhức đầu, máu nó lên não. Nhức đầu á, đây con mới xanh con ngạn thấy nó bị nhức đầu á, làm này cho nó đừng có nhức đầu. Thì mấy đứa cưng là thường thường là biết không, nó con bú nó hay nóng cho người. Nó hay bị mà máu nó lên nhức đầu á. Nó gió không, chỗ nào cũng gió. Ăn cái vụ nữa. Vụ gì nữa? Vụ gì nữa? Thank you.
Đó rồi em ơi. Em phải em nhìn thấy cái tay rồi. Làm cái gì? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.